anh kia nữa. Thêm sao nổi thêm. Tắt kìa. Tắt kìa. Đã không? Đã. 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 Này đó không? Không. Giờ nha, tụi em nhớ có một bộ phim mà một nhân vật chính rất nữ, rất nổi tiếng. Nó không phải chơi khăn này mà chơi khăn lụa. Làm gì nè. Làm gì? Làm gì vậy? Ai comment đúng coi về. Cái lớp thực hành. Thiết thực. Cụ thể. Trực tuyến. Hài hước. Phương pháp tập gym đúng chuẩn. Tứ trụ Sài Gòn. Gym triệu đô đẳng cấp 5 sao. Gym chúa Duy Nguyễn. THOL. Đây là một bài tập cho nhóm cơ lưng. Lưng xô kết hợp. Ở BBT nó có một thế mạnh là cái hệ thống máy leverage nó rất là đa dạng phong phú. BBT quận 12 nó vậy thôi chứ bên quận 9 đó, nó gấp đôi số lượng máy này nữa. Nó gồm hai hệ máy leverage khác nhau. Mà các bạn từ từ đón chờ. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 11 12 13 14 17 không? Dưỡng sức còn 2 set nữa, 17 cái gì chị? Khá nặng. 60kg mỗi bên nặng. 1 2 3 4 5 đổi máy. Thế hồi nãy em thấy cái cơ cổ của anh như cái ống nước vậy đó. Bự. Đổi máy. Đổi máy. Bây giờ chúng ta chuẩn bị tập cơ cầu vai quyền cơ cái gì? Cơ cầu vai quyền thoại. Ê nó chơi lố tay mày. Tao nói 50kg một bên mày chơi 60 sau rồi giật. Ê mày giờ sao em nó lỡ để ra vậy rồi chút mình tiễm nó luôn không em? Theo mấy em ý thì sao? Khán giả thì sao? Ví dụ như nó lỡ để được cục 10 đó rồi mình tiễn luôn không? Tiễn luôn. Vô. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Được không? Được không? 10 cái. Chặt chưa? Chặt chưa? Chặt chưa? Thôi ra đi mẹ. Mẹ rộn quá à. Nói chung là phải nhiệt nha mấy em. Năm chục 55kg mỗi bên. 1 2 3 4 5 thêm sao nổi thêm. Tách kìa. Tách kìa. Đã không? Đã. Đã. Đã không? Này đó không? Không. Giờ nha, tụi em nhớ có một bộ phim mà một nhân vật chính rất nữ, rất nổi tiếng. Nó không phải chơi khăn này mà chơi khăn lụa. Làm gì nè. Làm gì? Làm gì vậy?
Ai comment đúng coi ve. Đã thật chứ mát ghê luôn á khăn này. Khăn này nhiều công dụng lắm. Đồ THOL khỏi bàn cãi. Mấy thằng Mỹ nó khoái lắm. Anh vừa bảo anh cho một cái hai cái nó khoái lắm. Bên đó nó đi tập nó xài khăn gì? Khăn bông à? Nó tập như mậu gì đó có khăn đâu. Có đứa có đứa không. Có khăn thì sao tập ướt át thì tùm lum. Nó khó lắm, hôi lắm, bẩn lắm. Sáu chục ký mỗi bên 120 nha. Một rưỡi. Hai. Hai rưỡi. Ba. Hai. Ba. Bốn. Hãy trái bóng cùng THOL cho mấy em. Cùng Duy Nguyễn, diễn viên hài gym bữa số 1 Việt Nam. Like cho anh đi, subscribe đi, mua sub đi mấy má. Trung tâm gym hoành tráng triệu đô. Máy tập Mỹ 150 triệu. Máy leverage đa dạng, chất lượng cao. Tạ PU cao cấp 100.000 trên ký. Máy tập Selectorize 80 triệu. Rực sáng một phương trời về đêm. Trang phục tập luyện cao cấp. Zumba, yoga, belly dance. Nội thất vệ sinh xịn sò. Thiết bị cardio siêu hiện đại. Phi thực phẩm bổ sung. Không gian sang trọng. Giá chỉ từ 400.000 một tháng.